A Sinh là một tay xã hội đen khét tiếng Hồng Kông nhưng lại muốn chuyển nghề sang làm đầu bếp. Dòng đời xô đẩy anh vào một nhà hàng nổi tiếng nhất khu vực, nơi anh gặp tình yêu của đời mình là Gia Huệ Ngũ Nghịch đam mê ca hát. Ba của cô chính là ông chủ của nhà hàng đó, nhưng lại bị một tên đầu chọc giả danh tri thức đưa ra một lời thách đấu tham dự một cuộc thi nấu ăn có tên Mãn Hán Toàn Thực, mà nếu ông thua thì nhà hàng sẽ bị phá sản. Vì thiếu nhân lực nên hai đầu bếp tay ngang A Sinh và Gia Huệ không còn cách nào khác. Họ đành phải lên đường tìm kiếm đầu bếp chứ danh nhưng đã quy ẩn giang hồ lâu năm tên là Lưu Kiệt để nhờ ông giúp đỡ. Hôm nay chúng ta sẽ cùng theo dõi hành trình khó khăn của cặp đôi hoàn cảnh để cứu lấy cơ ngơi của người bố già tội nghiệp của Gia Huệ nhé. Sau nhiều vòng thi đấu thuộc khuôn khổ vua đầu bếp Hồng Kông, hôm nay chỉ còn hai đầu bếp trụ lại đến vòng chung kết. Một bên là Lưu Kiệt của tỉnh Quảng Đông và bên còn lại là Lâm Côn Bảo đại diện cho Hồng Kông. Đầu bếp Lưu Kiệt đang trổ tài tung hứng để xốc gạo cho đều trong cái khuôn tre rồi gói gạo vào lá sen và nấu trong bùn. Nhờ đó mà thành phẩm cho ra có mùi thơm của sen, trong khi đó cơm của Côn Bảo thì lại có mùi nhân sâm. Sau một hồi đắn đo suy xét, ban giám khảo quyết định vị đầu bếp đến từ Hồng Kông là người chiến thắng vòng nấu cơm. Người thua cuộc sẽ phải thực hành cắt đậu hũ, trong khi đối thủ gặp thử thách dễ hơn, đó là điêu khắc trên đá. Nhờ đôi tay thoăn thoắt và khả năng sáng tạo tuyệt vời mà Côn Bảo đã hoàn thành phần thi với thành phẩm là Vạn Lý Trường Thành bằng băng. Tất cả giám khảo và phóng viên đều lé mắt trước tài năng xuất thần của đại diện đến từ Hồng Kông. Chưa dừng ở đó, anh còn đục một hình lăng trụ để khi ánh đèn LED của máy ảnh rọi vào sẽ làm cho người đứng đối diện chóa mắt. Còn bên này, Lưu Kiệt tạc những miếng đậu hũ mềm mịn thành tượng ba vị phúc lộc thọ và những người bạn. Trong lúc mọi người đang chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật thì bệnh viện gọi đến báo cho Lưu Kiệt rằng bạn gái của anh đang cấp cứu vì tai nạn. Lúc đầu anh còn lưỡng lự vì mình đang thi đấu vòng chung kết tầm cỡ thế giới, nhưng khi vòng cuối đang diễn ra thì Lưu Kiệt quyết định từ bỏ cuộc chơi để vào bệnh viện với người yêu. Ai ngờ đâu khi tới nơi thì cô bạn gái đã rời đi và để lại lá thư từ biệt. Thế là vị đầu bếp nổi danh Quảng Đông mất cả chỉ lẫn trải. 5 năm sau, trong một cuộc thi chọn lựa đầu bếp khách sạn 5 sao ở Canada, có một anh chàng ăn mặc như phượt thủ tên là A Sinh đăng ký làm thí sinh. Khi nhìn thấy các ứng viên khác đã làm ra nhiều món ngon, mà mình lại cho ra món rau củ xào bóng đêm thì anh lại giở trò tiểu nhân tung hỏa mù khiến khói bay mịt mù rồi lấy thức ăn được chế biến từ trước đổ ra dĩa. Giám thị tiến đến xem xét thì anh nhanh trí bảo do xì dầu hết hạn nên chảo nổ là điều đương nhiên. Kết quả cuối cùng có 3 người được chọn, một trong số đó chính là anh thanh niên láu cá này, nhưng trong lúc vui mừng quá trớn anh đã làm rơi tất cả đồ đạc trong người xuống đất. Sau khi bị đuổi khỏi phòng thi, A Sinh mới hiện nguyên hình là dân cho vay nặng lãi với đám đàn em luôn sẵn sàng phục vụ. Giờ đây anh quyết định rửa tay gác kiếm chuyển sang làm đầu bếp vì sợ làm cái nghề thất đức kia mãi thì sau này đẻ con không có lỗ đít. Thực thần Côn Bảo ngồi gần đó nghe được cuộc trò chuyện nên đã đến làm quen với A Sinh và giới thiệu một nhà hàng nổi tiếng đang tuyển đầu bếp cho anh. Tưởng đâu được mối ngon giới thiệu cho, nhưng A Sinh không ngờ mình lại vào làm nhà hàng đối thủ của Côn Bảo. Ông chủ nhà hàng giả vờ tiếp đãi anh tử tế rồi đưa nam chính vào bếp bảo anh bóc nguyên liệu bằng tay. Sau khi anh chàng bóc tùm lum tùm la rồi thì ông chủ bắt anh bỏ mọi thứ về nguyên chỗ cũ. Với bản tính bất cần đời thì A Sinh quậy banh cái bếp rồi bỏ vào nhà vệ sinh. Trong đó anh gặp con gái của ông chủ tên là Gia Huệ. Sau đó anh thanh niên lại bị ông chủ nhà hàng bán hành khi bắt anh giết con cá nặng đến 200 cân, ôm hai tay cũng không hết. Vật lộn với con cá một hồi lâu thì A Sinh vô tình hất con cá vào đầu tên chủ hách dịch và làm nó thoát ra ngoài sảnh. Tất cả nhân viên trong bếp lật đật cầm dao lên để bắt nó lại. Con cá này thấy con gái của chủ nhà hàng xinh quá nên nó hôn lấy hôn để cô nàng rồi nam chính cũng hưởng vé. Sau một lúc giằng co qua lại, A Sinh vô tình phóng sinh con cá khi hất nó xuống cái hố nước. Tối hôm đó, nam chính tới quán bar để xử lý tụi đàn em vì vẫn theo con đường cho vay nặng lãi. Anh bắt chúng phải tính một bài toán cho vay trong vòng 10 giây. Nếu một đứa trả lời đúng thì anh sẽ ăn hết đống muối kia, còn ngược lại thì mỗi tên đàn em sẽ ăn một hũ. Tiếp theo, anh còn kêu phục vụ mang ra chục hũ tiêu nữa và bắt chúng ăn cho bằng hết vì tội ăn hại. Cô nàng Gia Huệ tóc đỏ lúc sáng từ đâu xuất hiện trên sân khấu và trình diễn một bài nhạc với chất giọng như đấm vào lỗ tai người nghe. Thật ra tóc đỏ luôn ước mơ được làm ca sĩ nhưng ông bố luôn kìm chân cô ở lại nhà hàng để tiếp quản. Tại đây, A Sinh cũng liếc mắt đưa tình với một kiều nữ của một tay xã hội đen khét tiếng và làm cho cô nàng chết mê chết mệt. Khi ra ngoài, anh phóng mô tô đến đón Gia Huệ trước sự ganh tị của cô kiều nữ kia. Thế là một màn đuổi bắt gây cấn diễn ra trên phố. Cô kiều nữ lái xe hơi cứ nhắm đít xe của A Sinh và Gia Huệ mà tông vào, nàng ta đâm luôn chốt công an bắn tốc độ khiến chú cảnh sát đang buồn ngủ phải ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Sáng hôm sau, cô kiều nữ và người tình kéo băng đến nhà hàng của Gia Huệ để tính sổ. Trong lúc đó, đàn em của A Sinh cũng có mặt để đòi số tiền mà đám người kia nợ hoài không chịu trả. Chưa hết, cảnh sát chìm cũng đang có mặt ở đây chờ cơ hội tóm gọn cả hai bè phái giang hồ. Thấy tình hình căng như dây đàn nên ông chủ kêu A Sinh ra làm con tốt thí, mà không ngờ rằng anh chính là kẻ cầm đầu. Thấy đại ca vừa bước ra thì đám đàn em đều đứng dậy chào, khiến cho cớm chìm cũng chuẩn bị hành động. Bên phía nam chính đã thủ sẵn hàng nóng trong một cái khay đựng thức ăn, chỉ cần có một hành động khiêu khích là nổ súng ngay.
Trước tiên A Sinh gạ đối phương so tài cao thấp bằng trò vật tay truyền thống. Trong lúc đó cô kiều nữ trông thấy tình địch là Gia Huệ nên thủ sẵn cái ly trong tay chờ cơ hội ném vào mặt để trả thù. Tuy nhiên A Sinh đã quan sát thấy nguy hiểm nên nhanh trí sút vào chân cô nàng khiến tay cô đổi hướng và đập vào đầu tên xã hội đen rồi anh cũng vật tay tên đó xuống. Kết quả A Sinh giành phần thắng và cô đào kia bị lôi ra ngoài vì bị cho là kẻ phản bội. Ông chủ đứng trong này sốt ruột quá nên quyết định ra đó dàn xếp cho êm xuôi mà không ngờ rằng khẩu súng được giấu lại nằm trong cái khay thức ăn. Vì đã già yếu mà tay chân thì run lẩy bẩy nên bố già lỡ tay bóp cò châm ngòi cho một màn đấu súng đinh tai điếc óc. Ba bên bắn nhau không hề sợ tốn đạn nhưng rồi cảnh sát cũng đến để áp giải lũ tội phạm đi. Vừa về tới nơi thì ông chủ lại có khách quý đến thăm. Tên đầu chọc này thuộc hội đồng tập đoàn siêu phàm nên hắn muốn đi thanh tra nhà bếp của nhà hàng và biểu diễn món thịt bò xào hủ tiếu nổi tiếng. Món này ăn thua ở sức nóng và dầu mỡ, nếu cho nhiều dầu thì nó ướt nhẹp còn thiếu dầu thì dính chảo. Ngoài ra sử dụng xì dầu nhiều quá thì mặn lòi còn ít thì màu sắc không được bắt mắt và thịt bò phải chín vừa đủ 60% thì mới giữ được mùi thơm trong thịt. Món hủ tiếu này đòi hỏi đầu bếp phải chế biến sao cho khi hủ tiếu được gắp lên thì không còn dầu mỡ đọng lại trong dĩa. Khi tên đầu chọc hoàn thành hắn cho thêm rượu và đốt bằng lửa cho hủ tiếu thêm giòn. Tất cả đầu bếp của nhà hàng khi thưởng thức đều tấm tắc khen ngon. Thế là ông chủ nhà hàng cũng bắt tay vào làm món thịt sườn. Điều quan trọng nhất ở món này là nước cốt của nó và bề ngoài miếng thịt phải được làm cho thật giòn. Tuy nhiên khi thành phẩm ra dĩa, hắn không thèm thử dù chỉ một chút mà lại đưa cho ông chủ nhà hàng một dao kèo rằng nếu ông chiến thắng trong cuộc thi mãn hán toàn thực thì sẽ nhận được 50 triệu, còn ngược lại thì ông phải bái hắn làm sư phụ và nhượng quyền sở hữu nhà hàng. Với tư cách là một người chủ nhà hàng chứ danh nhất Hồng Kông thì làm sao có thể từ chối được. Nhưng ông không ngờ rằng tên chọc kia đã mua chuộc tất cả nhân viên trong nhà hàng từ trước nên khi chấp nhận thử thách thì chỉ còn ông đơn thương độc mã để đối chọi với đối thủ. Sau khi biết chuyện ông chủ lăn đùng ra đất ngất xỉu vì không ngờ, các nhân viên trước giờ ông xem như người nhà lại bán đứng mình vì đồng tiền dơ bẩn. Thấy ba mình nhập viện, Gia Huệ quyết định lao vào bếp tập nấu các món sơn hào hải vị để chuẩn bị cho cuộc thi mang tính sống còn đối với sự nghiệp của gia đình. Người ta nói ngu dốt cộng nhiệt tình ra phá hoại, không hề sai, bởi khi cô gái vào bếp thì mọi thứ đều như một mớ hỗn độn. Thành phẩm cuối cùng trên dĩa lúc này là hào bao đen huyền bí. Sau đó A Sinh và Gia Huệ đến cầu cứu Côn Bảo và được anh đầu bếp khai sáng về tinh hoa ẩm thực. Mãn hán toàn thực gồm 108 món ăn chia làm 6 đợt trong 3 ngày 3 đêm, trong đó có đủ các món ăn nổi tiếng Đông Tây Nam Bắc. Năm xưa, người Mãn Châu tức nhà Thanh thống trị dân Hán nên trong quan trường xảy ra đấu đá nội bộ giữa hai tộc người. Để giải quyết mâu thuẫn đó, vua Khang Hy lúc bấy giờ nhân dịp đại thọ lần 67 tiệc tưng bừng để hòa hợp ẩm thực của người Mãn và người Hán với nhau. Sau cách mạng Tân Hợi, đầu bếp trong cung lưu lạc bên ngoài rồi mở quán cơm và truyền lại công thức cho đời sau. Chỉ tiếc họ lại bất hòa với nhau rồi chia ra nhiều phe phái và mỗi bên đã chiếm được ngôi vị trong ẩm thực. Vòng vo tam quốc một hồi thì Côn Bảo kết một câu xanh dờn là mình không biết nấu Mãn Hán toàn thực, nhưng anh sẽ giới thiệu cho cặp đôi nhân vật chính một đầu bếp khác biết nấu đại tiệc này. Người đó không ai khác chính là thần thực Lưu Kiệt mà Côn Bảo đã có dịp so tài ở đầu phim. Đầu bếp chứ danh Quảng Đông ngày nào giờ đây đang là nhân viên bán hàng trong siêu thị và bộ dạng không khác gì một tên ăn mày. Khi được hỏi Lưu Kiệt giờ đang ở đâu thì ông bảo rằng vị đầu bếp đó đã chết từ lâu rồi. Không dễ dàng tin người như thế nên tối hôm đó cặp đôi hoàn cảnh đi theo Lưu Kiệt tới khu chợ ẩm thực để theo dõi hành tung. Họ lấy dĩa cơm mà Lưu Kiệt đã gọi và bỏ cả đống gia vị vào để thử lòng ông. Tuy nhiên vì chán đời quá lâu kể từ khi mất việc và người yêu nên ông cứ mặc kệ mà nuốt dĩa cơm và nốc một lần chục chai rượu. Sau khi vị cựu đầu bếp say bí tỉ, A Sinh và Gia Huệ tranh thủ dìu ông về nhà để điều tra. Vừa bước vào nhà bật đèn lên thì cô nàng nhìn thấy toàn là hình khỏa thân của người mẫu Playboy nên cô nghĩ mình vô nhầm chỗ ở của tên biến thái rồi. Nhưng khi nhìn kỹ một tấm hình trên trần nhà thì họ biết mình đã tìm đúng người. Để hồi sinh khả năng nấu ăn trong người của Lưu Kiệt thì họ phải mời được một nhân vật quan trọng về Quảng Đông, đó chính là người mà Lưu Kiệt cả đời không quên. Giờ đây cô đã trở thành một bà chủ kinh doanh bất động sản giàu có ở Trung Quốc. Thế là A Sinh giả vờ làm nhân viên bất động sản để mời cô đến xem bản quy hoạch khu vui chơi. Tuy nhiên một gã tay ngang làm sao qua mắt được người có thâm niên trong ngành cả chục năm trời. Hậu quả là A Sinh bị người của cô treo vất vưởng trên vòng đu quai ngựa. Không còn cách nào khác nên Gia Huệ chạy đến giật túi sách của người phụ nữ quyền lực và chạy đến chỗ đầu bếp Lưu Kiệt để dụ cho hai người gặp nhau. Khi cảnh sát mở cửa xông vào, vị đầu bếp chứ danh và bà Hoàng bất động sản có dịp hội ngộ đầy xao xuyến. Trong lúc đó Gia Huệ xảy chân và đang đu người trên lầu 3. A Sinh nhanh chân chạy đến cứu lấy cô nàng ngỗ nghịch nhưng bị cô xé rách hết áo trên người. Hậu quả là cả hai đều rơi từ tầng 3 xuống và A Sinh thì chỉ còn mỗi cái quần tà lỏn trên người. Nhờ cú té ngoạn mục đó mà người yêu của Lưu Kiệt đã suy nghĩ lại và đồng ý thuyết phục anh tái xuất giang hồ. Khi vua đầu bếp trở lại nhà hàng có vô số đầu bếp chứ danh và các chủ nhà hàng đứng vỗ tay chào mừng, trong đó có cả Côn Bảo đối thủ của ông khi xưa. Nhìn thấy bộ đồ nghề khiến ký ức như ùa về với Lưu Kiệt. Không lâu sau siêu đầu bếp bắt đầu khởi động với đao pháp băm rau.
Tiếp đến, ông thọc tay vào hồ nước lôi con cá ra và tiến hành sơ chế bằng rượu để khử mùi tanh rồi bắt cái chảo dầu chiên cho thật giòn. Khi thành phẩm lên bàn thì đáng buồn thay mùi vị của nó làm cho mọi người giải tán hết. Do đã bỏ nghề quá lâu kèm với việc sử dụng rượu quá liều khiến cảm giác nấu nướng của Lưu Kiệt hoàn toàn mất đi. Vì thế Côn Bảo quyết định huấn luyện cho kẻ địch lại từ đầu. Họ bắt Lưu Kiệt ngồi lên rồi ghế đổ đá vào mồm, sau đó sấy khô để ông có thể lấy lại vị giác. Tiếp đến, vị đầu bếp chứ danh phải tập chạy bộ và được thở bằng oxy tinh khiết để tăng cường khứu giác. Chốt kiểm tra cuối chính là thị giác, được tiến hành bằng cách nhốt Lưu Kiệt vào buồng ngạt và để ông tự tìm chìa khóa để thoát ra. Trong lúc đó, A Sinh cùng Gia Huệ ra sức quạt khói để nó tỏa ra càng nhiều càng tốt. Khi không chịu nổi nữa thì cặp đôi mới tông cửa ra ngoài thì thấy Lưu Kiệt đang ngồi với Lâm Côn Bảo từ lúc nào rồi. Cuối cùng thì Lưu Kiệt cũng quay trở lại với nghề nấu nướng. Nhưng lúc đó tên đầu chọc côn đồ gián tiếp hại ba của Gia Huệ, người của hắn lại kéo tới nhà hàng của đầu bếp Bảo để gây sự. Côn Bảo ra tiếp chuyện nhưng lũ du côn thì lại muốn động thủ mà không biết rằng nghề tay trái của anh là võ sư. Thế là một tên bị đầu bếp nắm cổ vật xuống đất. Một gã khác chọi rổ chén dĩa vào người A Bảo nhưng anh chộp lấy kẻ thù đứng gần nhất làm bia đỡ đạn. Tên côn đồ kia rút hàng nguội ra định gõ vào đầu anh một cái nhưng đầu bếp lại có hình nhân thế mạng tiếp theo. Khi Côn Bảo vừa ngồi xuống thì bị tên đầu chọc hất nước sôi vào người. Nhờ thân thủ nhanh nhẹn nên anh dễ dàng né được rồi đá ấm nước sang chỗ khác. Hắn cầm chai rượu tây để ném nhưng anh cũng kịp thời với được cái bình thủy để đỡ. Tiếp đến, tên chọc độc ác lấy chiếc nhẫn được đính một lưỡi dao nhỏ và đâm vào anh chủ nhà hàng. Anh vật hắn ra sàn nhưng bị hắn đá một cú vào đầu. Côn Bảo nổi điên ôm hắn kề sát vào cây quạt trần nhưng may cho hắn là cảnh sát đến kịp. Còn về Lưu Kiệt, sau khi được người yêu cũ nấu cơm cho ăn thì anh như được khai sáng, sức mạnh cộng 100 điểm để đủ sức tiến vào cuộc thi nấu ăn mãn hán toàn thực. Ngày quyết định cuối cùng đã đến, bên phía gã chọc hắn sử dụng tay gấu Bắc Cực được ngâm nước và nhổ lông rồi nấu với gừng hành cùng rượu pháp hầm 6 tiếng đồng hồ trước khi rút xương. Tiếp theo là canh cá tầm long bổ dưỡng dành cho vua chúa. Hắn lấy trứng cá tầm giải lên chân gấu được bơm khí nitơ rồi bỏ vào nồi áp suất cho nó nở ra và bỏ vào tủ đông lạnh. Những trái lê được thái thành bông hoa để tô điểm xung quanh. Ban giám khảo hút một cái thì mắt đã trợn trắng vì sướng rồi cho luôn 5 sao không do dự. Đến phần thi của phía Lưu Kiệt, anh dùng chân gấu Đông Bắc kết hợp với mật ong 100% thiên nhiên để hầm lấy vị ngọt thanh. A Sinh điêu khắc quả bí đao siêu to khổng lồ và Gia Huệ dùng gan chim yến để bày trí. Tiếp đến, chân gấu sẽ được hầm với huyết yến, một tuyệt phẩm của yến xào. Khi vào miệng giám khảo, thịt chân gấu tan ra để lại hương vị không thể cưỡng lại. Kết quả vòng 1 là hòa, tuy nhiên vị giám khảo người Nhật bắt bẻ tên đầu chọc. Hắn làm món cá tầm trùng với món thứ 5 trong thực đơn nên người chiến thắng chung cuộc là đầu bếp Lưu Kiệt. Món ăn tiếp theo được trình diễn là lực bạc sơn hà làm từ vòi voi. Mũi voi đã quay xong được bỏ vào chảo nhưng đột nhiên lửa bắt vào tay trái Lưu Kiệt nên mọi người phải lao vào dập. Chính lúc đó tên chọc đứng dậy trổ tài nấu món vòi voi phú quý. Nửa tháng trước, nguyên liệu quý này được bọc kín trong phô mai nên giờ thịt của nó còn mềm hơn vòi voi tươi. Vì sự cố trên mà đội của A Sinh đã mất khí thế và còn bị thương nữa. Xui xẻo chưa dừng ở đó, khi mà Gia Huệ làm rơi tất cả các miếng vòi voi xuống đất dẫn đến thất bại ê chề ở vòng 2. Vòng 3 bắt đầu với món óc khỉ chứ danh. Tuy nhiên cả nhóm của Lưu Kiệt không nỡ giết chết con khỉ để lấy óc vì việc đó quá tàn nhẫn. Trong lúc đó đội đối phương đã bắt đầu nấu món Tề Thiên Đại Thánh Hoa Quả Sơn. Óc khỉ giàu axit amin nhưng lại bị mùi tanh của động vật nên hắn sử dụng vi cá để khử mùi đó. Hắn chiên vi cá với bột răng cá mập rồi cho não khỉ vào một bức tượng Tề Thiên Đại Thánh để hợp với chủ đề. Trong lúc tên chọc đang đắc thắng thì Côn Bảo bước vào với món não khỉ tươi sốt chao. Vị tươi ngon của não tươi khiến cả hội giám khảo u mê, mê mệt không ngớt khen ngợi thì người của Hiệp hội Bảo vệ Động vật xông vào. Hóa ra tên chọc đã báo tin này cho họ và trước đó hắn sử dụng não dê để thay thế. Lường trước được tên khốn thối tha sẽ giở trò tiểu nhân, nhóm của A Sinh đã chế biến đậu phụ trộn với não gà, vịt châu, gà lôi và chim cu rồi dùng cơm dừa để xóa bỏ mùi của đậu phụ. Còn thiên linh cái đựng não khỉ cũng chỉ là quả dừa mà thôi. Đến cả tiếng của con khỉ kêu la cũng là hàng bịp đồ chơi chợ Bà Triều. Sau đó giám khảo chấm đội của Lưu Kiệt chiến thắng vì họ đã vượt qua cảnh giới nấu ăn khi chế biến đậu phụ thành não khỉ đánh lừa cả những người sành ăn nhất. Đúng là trình độ độ thực thần vua đầu bếp thì có nấu cái gì cũng ngon mà. Kim Ngọc Mãn Đường là một bộ phim Hồng Kông thú vị về đề tài tinh hoa ẩm thực cung đình có từ thời nhà Thanh. Người xem được mở mang tầm mắt khi biết về mãn hán toàn thực với những món ăn đắt đỏ làm từ những nguyên liệu quý hiếm và xa xỉ nhất thế giới. Nếu thích những review phim nấu ăn thế này, hãy ủng hộ chúng mình ở dưới phần comment nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video review phim tiếp theo.